bạn rất thích mặc phong cách thoải mái nhưng khi đi biển, đi du lịch thì không nên nha. Và đây sẽ là một vài gợi ý cho bạn khi đi du lịch và đi biển. We're in the middle of an apocalypse. Wake up. We're in the middle of an apocalypse. Bạn nào thích màu xanh bơ thì chắc chắn không thể bỏ qua set blazer kèm quần short này nha. Ngoài màu xanh bơ thì còn có 4 màu khác cho mọi người lựa chọn á. Áo blazer dáng cộp tay nên cực kỳ hợp mặc mùa hè luôn. Tuy là chỉ có một lớp thôi nhưng mà không bị mỏng quá đâu. Chất vải tuyết mưa nên là cực kỳ ít nhăn nhóc. Màu xanh bơ ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều ấy. Mọi người có thể mặc set này đi học, đi làm hay đi cà phê, nhìn vừa lịch sự vừa năng động. Set này có 3 size là S, M, L. Mình đang mặc size L nha. Cái váy này nhìn phía trước thì rất là bình thường luôn, nhưng mà điểm nhấn lại nằm ở phía sau có khuyết eo như vậy này, không hở nhiều quá mà vẫn khoe được rãnh lưng ấy. Váy chất vải thô đũi, mặc mát nhưng mà hơi dễ nhăn. Phần dưới được may hai lớp, còn phần trên chỉ có một lớp thôi nên là các nàng lưu ý mặc đồ bên trong cùng màu da nhé. Ở đây thì mọi người nên đính thêm cúp hoặc mặc thêm quần bên trong để đi lại thoải mái hơn. Form váy mình thấy hơi nhỏ, phù hợp với các nàng dưới 49 cân nha. Ok luôn nè. Làm bộ ngủ nhiều rồi, hôm nay mình sẽ review váy ngủ nha. Mình có đặt 3 món về để review nhưng mà 2 món này là bộ áo với quần á, chỉ có em này là váy thôi. Cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm vào em này là chất vải cực kỳ nhẹ và mềm ý. Váy được làm từ chất vải xô hai lớp. Đây là loại vải thường hay được dùng cho em bé á, nên mặc rất là mát và dễ chịu, khác hẳn mấy cái bộ ngủ chất đũi xốp mà mọi người thường thấy nha. Tuy nhiên là chất vải này nó sẽ hơi dễ nhăn một chút. Em này free size và có hai màu là pe và hồng, mặc lên cực kỳ xinh và thoải mái luôn. Các nàng có thể tham khảo nha. Mọi người có công nhận là con gái mặc yếm nhìn rất là dễ thương không? Nay mình tìm được một chiếc yếm váy giúp các nàng che khuyết điểm cực kỳ tốt nhá. Mình đặt kèm áo sơ mi để mặc cùng luôn. Em này chất vải thô hàn, mặc mát nhưng mà hơi dễ nhăn ý. Chất cũng không quá dày, nếu mà mọi người mặc về yếm thì không sao, còn mặc riêng thì lưu ý đồ bên trong phải cùng màu da nhá. Còn yếm thì chất vải tuyết mưa dày dặn, ít nhăn. Em này có túi ở phía trước và hai bên nữa nha. Form yếm dài rộng giúp các nàng che được khuyết điểm ở bụng và bắp chân rất là tốt luôn. Mọi người có thể mặc yếm cùng áo sơ mi hoặc áo phông đều xinh nhá. Hôm qua mặc em này có một xíu thôi mà mọi người hỏi mình khá nhiều nên hôm nay mình sẽ review kỹ hơn cho mọi người xem nha. Váy có một lớp thôi nhưng chất vải cực kỳ dày dặn luôn. Ưng nhất là việc váy có sẵn đệm mút nên là các nàng không phải băn khoăn việc mặc áo gì bên trong nhá. Em này không có khóa mà đằng sau lưng sẽ được may bo chua như thế này nè. Dây váy cụt thành nơ ở trên vai nhìn rất là xinh luôn. Bạn nào ngại mặc váy hai dây thì có thể mặc kèm áo phông bên trong giống mình nhé. Ngoài màu đỏ thì váy còn có nhiều màu khác cho mọi người chọn nha. Từ khi quen anh đã mơ, anh đã quen với nỗi nhớ, nhưng tại vì sao mà đôi tay không thể nắm chặt trái tim? Để rồi ngày sau anh đã cố giữ em ở lại và nỗi buồn vương trên mắt em còn lại gì? Nơi
nỗi buồn cô đơn bao nhiêu ưu phiền. Biết tình đâu một hình bao tình yêu ngàn lời vàng trong lúc say.